xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Tháng 3 năm 2015. Đi là người ta lúc nào cũng cầm súng đi theo, là bọn súng là đi thì đi một đoàn là đông người, mà lại mỗi người một khẩu súng nên là bà con đi thì cũng rất sợ, không dám đẩy. Bản Tà Dê những ngày đầu năm 2015, bất ngờ xuất hiện một nhóm đối tượng được trang bị rất nhiều vũ khí, thường xuyên đi tuần tra, nổ súng thị uy đối với bà con trong bản. Tại đây, chúng xây dựng những căn nhà kiên cố, nhiều lớp, có hàng chục người đàn ông thay nhau canh gác, luôn luôn thường trực súng trên tay. Những đối tượng này là ai? Tại sao chúng lại trở thành nỗi kinh sợ cho nhân dân vùng bản dân tộc Mông nằm rất sâu trong một vùng hoang vắng như vậy? Kính chào quý vị và các bạn. Trong hai tuần trước, chương trình Hồ sơ vụ án với chủ đề Đột kích đã mô tả một bức tranh chân thực về hoạt động buôn bán ma túy của nhiều nhóm đối tượng được trang bị vũ khí nóng xuyên biên giới, từ vùng Tam Giác Vàng về Sơn La và cuộc chiến không khoan nhượng của lực lượng chức năng với những đối tượng đó. Nói rằng đây là cuộc chiến chưa có hồi kết thì quả là không sai. Bởi lẽ tiêu diệt nhiều nhóm lẻ xâm nhập về nội địa không phải là mục tiêu cuối cùng của cơ quan chức năng. Điều tối quan trọng là phải chặt đứt những mắt xích trọng yếu nhất điều khiển đường dây này. Và cuộc đột kích đã thực sự bắt đầu vào thời điểm tháng 7 năm 2015. Tháng 3 năm 2015. Một nhóm đối tượng bất ngờ xuất hiện tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Chúng khoác lên mình bộ dạng của những kẻ giang hồ được trang bị rất nhiều vũ khí nóng. Chiều chiều đi tuần tra khắp bản, nổ súng thị uy. Một số căn nhà kiên cố được xây dựng theo hệ thống liên hoàn với nhiều lớp tường rào bao bọc, biệt lập với xung quanh. Nhóm đối tượng này bỗng chốc trở thành nỗi kinh sợ của bà con trong vùng. Cũng thời điểm này, chuyên án 279LL đang đi vào giai đoạn cao điểm. Một mặt, Công an tỉnh Sơn La xác định phải tập trung lực lượng để đấu tranh quyết liệt với các đối tượng của phương án 279. Mặt khác, sử dụng một bộ phận cán bộ song song tiến hành công tác điều tra cơ bản ban đầu về nhóm đối tượng mới xâm nhập về Tà Dê với những dấu hiệu hết sức nguy hiểm. Thì lúc đó đấy là chúng ta tập trung vào giải quyết những vấn đề liên quan đến cái địa bàn. Và trong đó nổi lên đó là cái phải giải quyết được 42 cái đối tượng truy nã, mà chủ yếu về truy nã về ma túy ở địa bàn xã Lóng Luông. Trong quá trình chúng ta triển khai thì chúng ta thấy nổi lên có hai cái đối tượng, đó là Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận. Hai đối tượng truy nã mà qua nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là đây là hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, mà đã bị truy nã ở các chuyên án lớn do cục C47 thời điểm đó xác lập và do công an Quảng Ninh xác lập. Đối tượng Nguyễn Thanh Tuân sinh ngày 16 tháng 10 năm 1983 tại thôn Lặn, xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Chỗ ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Có 4 quyết định truy nã. Quyết định truy nã đặc biệt số 95 ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.
Quyết định truy nã đặc biệt số 17C47P8 ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Quyết định truy nã đặc biệt số 09C47P8 ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm số 03PC47 ngày 6 tháng 2 năm 2018 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La. Đối tượng Nguyễn Văn Thuận, tức Thuận Chuột, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1984 tại xã Liêm Cầu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Chỗ ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Có hai quyết định truy nã. Quyết định truy nã đặc biệt số 19 ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh. Quyết định truy nã đặc biệt số 04PC47 ngày 3 tháng 8 năm 2015 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La. Hai tên trùm ma túy nổi lên từ lời khai của hàng chục nhóm đối tượng vận chuyển ma túy có vũ trang qua biên giới bị lực lượng đặc biệt từ chuyên án 279LL bắt giữ đã thực sự gây chú ý với Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Sơn La với một lý lịch truy nã dày đặc. Và một điều vô cùng nguy hiểm, chúng chính là những kẻ cầm đầu nhóm đối tượng lang bạt được trang bị vũ khí mới xâm nhập về cát cứ tại bản Tà Dê. Những kế hoạch đấu tranh bắt đầu được triển khai một cách quyết liệt. Ngày 8 tháng 7 năm 2015, cùng lúc hai chuyên án được xác lập với bí số 18TN đối với Nguyễn Thanh Tuân, 19TN đối với Nguyễn Văn Thuận. Riêng cái chuyên án này có tính đặc thù riêng là chuyên án để đấu tranh với đối tượng truy nã đặc biệt về tội phạm ma túy. Như vậy là bản thân Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận sau khi bị C47 của Bộ Công an rồi Công an tỉnh Quảng Ninh phá chuyên án thành công, phát hiện bắt giữ, ban đầu nó chỉ có 87 bánh, sau đó mở rộng điều tra và bắt giữ rất nhiều đối tượng thì tổng của cái chuyên án của 006N nó lên đến trên dưới 2.800 bánh heroin vận chuyển về Quảng Ninh để đi tiêu thụ. Thì mình mới thấy được cái vai trò rất lớn đấy, của hai cái đối tượng cộng cán Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận. Thế nên là việc tính toán, trinh sát, thu thập tài liệu chứng cứ để xác lập một cái chuyên án, hai cái chuyên án đặc biệt này là cả một quá trình. Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận với hồ sơ có 102 đã trở thành một thách thức với cơ quan điều tra công an tỉnh Sơn La. Chúng xưng hùm xưng bá ở nhiều nơi nhưng hiện tại lại rút về một địa bàn hẻo lánh để lẩn trốn. Cơ quan điều tra đã phải làm gì để nắm rõ đường di biến động cũng như những hoạt động phạm tội khác của chúng? Công tác điều tra ban đầu được ban chuyên án nhanh chóng triển khai với hàng loạt kế hoạch như kế hoạch số 29, kế hoạch số 30, thành lập nhiều tổ công tác tập trung rà soát các tài liệu liên quan đến 18TN, 19TN nhằm thu thập những thông tin liên quan đến hai đối tượng này. Nguyễn Thanh Tuân bỏ nhà ra đi từ khi ngoài 20 tuổi, không nghề nghiệp, Tuân dính vào ma túy như một định mệnh. Với sự mưu mô lanh lợi, không bao lâu Tuân trở thành một kẻ cầm đầu của rất nhiều đường dây buôn bán ma túy từ trong nội địa xuyên qua các vùng biên giới, đặc biệt ở khu vực Tam Giác Vàng. Hàng của Tuân có tiếng là chất lượng, bởi dù heroin hay hồng phiến, hàng đá, ma túy tổng hợp, các loại đều là hàng made in Tam Giác Vàng, ít bị pha chế, dập lại như nhiều đầu mối khác. Mặt khác, Tuân có nguồn hàng cực kỳ dồi dào, muốn lấy bao nhiêu cũng có. Bởi vậy, những tay buôn ma túy chuyên nghiệp có thâm niên thường tìm đến Tuân. Cầm đầu nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia, nhưng hầu như Tuân không bao giờ ra mặt, chỉ ngồi một chỗ giao dịch với các chủ hàng và các đầu mối mua hàng qua điện thoại. Nguyễn Văn Thuận là một trong những cộng sự đắc lực của Tuân trong các hoạt động tội phạm về ma túy nhiều năm nay. Cái vấn đề nữa là đặt ra đấy, khi để xác lập cái chuyên án này là chúng ta thấy rằng là cái tuyến hoạt động của tội phạm ma túy từ biên giới vào Việt Nam thì là cơ bản
do hai đối tượng này điều hành. Chúng thu gom những đối tượng truy nã ở địa bàn, thu gom những đối tượng truy nã ở các địa phương khác vào đây để thành lập một cái ổ nhóm, một cái đường dây để mua bán ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam. Thế vậy, do vậy vấn đề đặt ra trong cái thời điểm này là chúng ta phải xử lý, đấu tranh và truy bắt bằng được hai đối tượng này. Ngay khi nắm được những thông tin đầu tiên về nhóm đối tượng đặc biệt nguy hiểm này, nhiều kế hoạch đấu tranh trực tiếp đã được thực hiện. Hàng loạt các biện pháp mềm thể hiện tính nhân văn được thực hiện với hy vọng các đối tượng sẽ chủ động nhận thức rõ hành động vi phạm pháp luật của mình để ra đầu thú. Thế mà kiên trì vận động thuyết phục 6 lần Công an Sơn La, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La và Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La báo cáo với ba ngành ở Trung ương và đồng ý chúng ta đã phải làm cái thư kêu gọi gửi đối tượng, thư kêu gọi gửi cho thân nhân gia đình đối tượng, thư kêu gọi để gửi cho chính quyền địa phương nơi mà gia đình đối tượng cư trú, tìm mọi cách thuyết phục tác động vào để cảm hóa cho đối tượng để ra đầu thú, nhưng đều thất bại, không hợp tác. Tuy nhiên, tất cả những thông báo này đều không nhận được câu trả lời từ hai đối tượng. Chúng vẫn tiếp tục cố thủ, cát cứ trong những căn nhà kiên cố của mình. Thậm chí để gây thêm thanh thế ở vùng đất giữ này, đồng thời điều hành cùng lúc nhiều đường dây ma túy khác nhau, hoạt động hết công suất. Tuần lôi kéo những kẻ tiền án tiền sự nhiều hơn tiền mặt. Thành phần giang hồ bất hảo đều đầu quân dưới trướng. Sau này, nhà của Tuân là điểm đến của các đối tượng truy nã ở nơi khác tới tá túc. Khi xâm nhập về bản Tà Dê, Tuân và Thuận một mặt dùng vũ khí đe dọa bà con trong bản. Mặt khác, chúng vẫn tạo lập những mối quan hệ với mục đích để mua chuộc họ. Thi thoảng, chúng sẽ rời nhà để đến một số gia đình quen biết, tham dự một số hoạt động của người dân. Trong tất cả những hoạt động này, chúng đều trang bị vũ khí rất thận trọng với những vòng bảo vệ nghiêm ngặt. Tất cả những việc làm này của chúng đều không qua mắt cơ quan điều tra. Việc trinh sát điều tra cần được mở rộng sang cả các quan hệ gia đình của người thân các đối tượng để đảm bảo không bỏ sót bất cứ hoạt động thông tin nào của chúng. Khoảng tháng 11 năm 2016, bố đẻ của Thuận là ông Nguyễn Văn Ba nhập viện vì mắc bệnh hiểm nghèo. Với nguồn tin có được, ban chuyên án đánh giá Thuận sẽ về thăm bố. Một lực lượng trinh sát đã được tung ra với hy vọng sẽ bắt được Thuận. Tuy nhiên, kiểm soát toàn bộ các lối ra vào cũng như phòng bệnh, các trinh sát chỉ thấy có người vào đưa quà cho người nhà của hắn. Thuận vẫn bặt vô âm tín. Sau đó bố Thuận qua đời, một lần nữa tất cả các thành viên ban chuyên án đều đánh giá với quan niệm nghĩa tử là nghĩa tận, Thuận sẽ bí mật trở về nghĩa trang thắp hương cho bố. Nhưng không, ba ngày đêm theo dõi, lực lượng trinh sát vẫn trở về tay không. Trong quá trình truy tìm tung tích hai đối tượng này, cơ quan công an đã không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, nhưng với bản tính manh động, liều lĩnh, sừng sỏ, chúng đã tìm mọi cách để qua mặt lực lượng chức năng. Một cơ hội thuận lợi để tiếp cận, để bắt giữ Nguyễn Văn Thuận. Khi đi về để thực hiện các cái thủ tục liên quan đến ăn hỏi cưới xin. Thế và chuẩn bị đến ngày ăn hỏi thì lực lượng trinh sát của chúng ta đã có mặt ở địa bàn nơi quê vợ của Thuận. Cho đến ngày đó cũng không có thông tin. Và chỉ hai gia đình gặp gỡ nhau thôi. Thế và đến anh em cho rằng là ngày cưới thì chắc chắn chú rể phải xuất hiện. Và lực lượng trinh sát của chúng ta khá dày đặc. Thế và anh em tiếp cận và nhìn bằng mắt thường nhận diện là đúng Thuận đi rồi.
Nhưng mà đến khi tiếp cận thì hóa ra sát thì không phải Nguyễn Văn Thuận, mà chính là em trai Đông Thê, để sánh vai với chị dâu trong ngày cưới. Thế và đến lúc sau cái trận đó về, chúng tôi có rút kinh nghiệm với nhau cho rằng đúng là một tên tội phạm quái quỷ, ma quái đến mức độ như thế. Chúng ta tạm thời thất bại của những cái trận đó. Khi những biện pháp đấu tranh mềm dẻo đã không còn giá trị đối với chúng, yêu cầu đặt ra cho ban chuyên án là phải chuyển hướng đấu tranh sang những phương thức quyết liệt hơn. Lúc này, nhiệm vụ trinh sát ngoại tuyến cũng như các biện pháp nghiệp vụ bí mật khác được đưa vào sử dụng nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn nữa di biến động của hai đối tượng này. Tôi thì trực tiếp được giao làm tổ trưởng tổ công tác số 3, thì gồm 10 đồng chí do tôi đã thống nhất, và trong ban chuyên án chọn cử 10 đồng chí ở các đội nghiệp vụ của công an huyện để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến trinh sát phục vụ đấu tranh chuyên án 8-19 tên là. Cái khó khăn nhất của lực lượng công an là làm thế nào là tiếp cận được với địa bàn, tiếp cận được mục tiêu, tiếp cận với hai nhà đó, cả là một bài toán rất là khó khăn. Thì buộc chúng ta phải tránh, một là hóa trang thật tốt, hai là tránh đi đường rừng thôi, vào để tiếp cận. Thế rồi là từ cái việc bài binh bố trận thì mới thấy được cái tính côn đồ hung hãn của số đối tượng này, sẵn sàng chết. Lúc này, thông tin về nhất cử nhất động của hai nhóm đối tượng là yêu cầu cao nhất được đặt ra cho ban chuyên án. Chúng ta cần nắm bắt chính xác các quan hệ, thông tin và các hoạt động hiện hành của các đối tượng trọng tâm này để có những phương án phù hợp tiếp theo. Những ngày tháng bám núi bám rừng bắt đầu. Ngoài ra một nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là nếu mà muốn các lực lượng chức năng sau này mà đấu tranh mà phá được hai cái bong ke của hai đối tượng này thì chúng tôi phải am hiểu và phải có hình ảnh và phân tích rất là kỹ liên quan đến hai cái điểm trú ẩn của đối tượng này. Đối tượng 19 thì tại bản Tà Dê và đối tượng 18 T thì cũng tại địa bàn bản Tà Dê. Hai đối tượng này thì khoảng cách là khoảng 600m. Thì nhiệm vụ của các trinh sát là phải xây dựng được clip, hình ảnh, sơ đồ và xây dựng được 3D nhà hai đối tượng này. Rõ, ví dụ như là phòng nào là đối tượng chính ở, rồi các đối tượng tay chân liên quan, rồi là hầm trú ẩn, rồi nơi mà các đồng chí, các đối tượng bài trí các vũ khí và vật liệu nổ để chống lại các lực lượng chức năng. Thì ngoài cái trinh sát ở trên rừng núi cao ấy, thì chúng tôi ém quân ở đấy thì thường thường là chúng tôi ở từ 3 đến 5 ngày. Để ngoài cái việc nhiệm vụ là theo dõi các đối tượng hoạt động chống đối như thế nào thì còn ghi hình lại để phân tích cái nơi mà các đối tượng để ẩn nấp. Khi dừng chân ở Tà Dê, Tuân và Thuận đã thực hiện hàng loạt hành vi phòng vệ rất tinh vi. Một đại bản doanh bất khả xâm phạm đã được xây. Hai khu nhà kiên cố được dựng lên ở những vị trí lý tưởng cho những đối tượng truy nã. Ba mặt giáp rừng, lưng dựa vào núi. Xung quanh được bảo vệ bởi hàng trăm bao xi măng lớn, gỗ với rất nhiều can xăng, bình ga. Một hệ thống camera hiện đại được bố trí dày đặc quanh khu vực nhà để đối tượng có thể kiểm soát tất cả các phương tiện qua lại xung quanh đó. Bên trong nhà đối tượng 18TN là 6 dãy nhà và đều được lợp bằng tôn xanh. 4 dãy phía ngoài sát với tường bao và ngay cạnh cổng ra vào, lần lượt là dãy thứ nhất được làm bằng cửa cuốn và chia làm hai gian. Gian ngoài để gỗ đến tận trần nhà. Gian trong thứ hai là hầm trú ẩn. Tuân không cho ai vào, kể cả các đối tượng thân tín. Dãy thứ hai, gian ngoài là phòng ngủ của Tuân. Gian phía trong được nối thông với gian thứ hai của dãy thứ ba thành một phòng rộng quay ngang. Phòng này Tuân dùng để tiếp khách đến buôn ma túy và cùng đồng bọn sử dụng trái phép chất ma túy.
Nhà của Thuận được xây dựng theo kiểu nhà của đồng bào dân tộc Mông. Thuận xây một căn hầm bí mật với mục đích trốn chạy nếu cơ quan chức năng truy bắt. Đặc biệt hơn, trong nhà của hai đối tượng chứa rất nhiều vũ khí, súng các loại như AK, AR-15, súng ngắn và rất nhiều đạn, quả lựu đạn. Có lẽ là đây là những cái đối tượng này nó đã nghiên cứu rất kỹ về cái thiết kế những cái lô cốt. Nhà nhưng là lô cốt, nhà có hầm để trú ẩn. Cái thứ hai nữa là nó mua, nó tích gỗ và nó huy động là nó xếp toàn bộ gỗ, vành đai gỗ ở trước nhà là như thế này. Gỗ. Thế mà gỗ thì chỉ có cháy thôi. Chứ còn đống gỗ như thế mà xe của mình có lao qua không lao nổi. Mà bắn loại súng, vũ khí của ta mà bắn vào cái loại đạn thông thường thì bắn vào gỗ thì nó dày đến hơn 44 khối gỗ. Các loại như thế, nó xếp như thế, đều có tính toán để chống lại lực lượng chức năng. Chống không để cho xe chúng ta tấn công vào. Có thể nói là nó có cái tư duy để nó làm cái nhà để phòng thủ rất là chắc chắn. Bởi vì toàn bộ phía đằng sau là những hòn đá đá cuội nhô lên như thế này. Ở tầm cao 2m, 1m8, 1m7. Thế nếu có bắn vào thì bắn vào đá và hất ra. Nó như thế. Và một cái quan trọng nữa là gì? Nó làm nhà tựa lưng sau núi. Và tính toán đến việc nếu như mà bị động, nếu như bị tấn công thì nó sẽ rút qua con đường độc đạo đó để lên trên núi. Khác người như vậy. Riêng đối tượng nó tính toán rất kỹ. Thế thì qua cái việc mà nó bố trí như thế, bày binh bố trận rồi nó dùng các cái vật liệu như thế, nó tạo ra một cái bong ke như thế thì mới thấy được là nó manh động, nó hung hãn mà nó liều lĩnh như thế nào. Trong thời gian cơ quan chức năng triển khai chuyên án, thông tin từ các mũi trinh sát nắm được đối tượng Nguyễn Thanh Tuân cùng vợ con có dấu hiệu làm thủ tục giấy tờ trốn sang Malaysia định cư. Ngay lập tức, lực lượng trinh sát đã triển khai một mũi công tác bám sát di biến động của người thân đối tượng, đồng thời cấm xuất cảnh đối với 12 đối tượng, trong đó có Tuân và Thuận. Cơ quan công an cũng đặc biệt theo dõi mọi hoạt động của vợ con Tuân, Thuận, nhằm đưa ra các biện pháp ngăn chặn sự tiếp tế, hỗ trợ của người thân đối với hai đối tượng này. Khi đã hoàn toàn bị cô lập trong chính bong ke của mình, hai đối tượng 18, 19 TN càng điên cuồng giáo giết để tìm mọi cách chống trả lại cơ quan chức năng bằng việc mua thêm vũ khí, các vật liệu nổ, bình xăng, ga nhằm gia cố lại bong ke. Chúng thể hiện sự coi thường, thách thức pháp luật và kiên quyết tự thủ đến cùng. Trước tình huống này, ban chuyên án 18, 19 TN đã đưa ra những kế hoạch phù hợp để đấu tranh, thúc đẩy chuyên án lên giai đoạn mới. Đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Diễn biến cụ thể ra sao? Mời quý vị và các bạn đón tiếp xem trong chương trình phần 4 hồ sơ đột kích vào tối thứ tư tuần sau. Xin được tạm biệt và hẹn gặp lại.